Rồi hello anh em nha, hôm nay ngày chủ nhật nha anh em. Hôm nay lên cho anh em một cặp Echo 302 nha. Cặp này là hàng bãi về anh em ơi. Đó, cặp này là hàng bãi về chưa dọn luôn. Con này cặp này rất là đẹp anh em xem nè. Đây. Đó, máy này rất là đẹp luôn anh em. Cặp này là lan platin hết luôn nha anh em. Lan platin nha. Đó, đây. Không. Đó, lan platin hết. Hàng này là bao hơi lửa cho anh em. Bao hơi lửa cho anh em nha. Đó. Anh em về anh em dọn nổ. Thế này 1.450.000 một con nha. Anh em lấy một con thì cũng em cũng bán ha. Đó, này anh em có điều kiện thì lấy hai con, còn không có điều kiện thì lấy một con thôi. Đây. Đó, hàng này là rất là đẹp anh em. Sử dụng gia đình cũng rất là ngon. Bán cho anh em là 1.450.000. Anh em nào lấy thì liên hệ với em số điện thoại là 0344341700, 0962728730. Hay hơi hám ok hết rồi nha anh em. Giật hơi cho anh em nghe nè. Đó. Rồi hãm rất là ok. Rồi 1.450.000 một con thôi ha. Hôm nay chủ nhật bán rẻ cho anh em ha. Hàng này dọn nổ ngon lành thì bán tầm khoảng 1.700.000, 1.800.000 anh em. Hôm nay em đang bán là cái giá sỉ ha, giá cực kỳ tốt. Rồi anh em mua thì liên hệ với em nha.